Xin chào các anh chị và các bạn. Ở trong video bài học này thì tôi lại tiếp tục chia sẻ với anh chị một case study khác về cái sự thất bại của telesale, và từ đó là sẽ giúp các anh chị hiểu thêm và rút ra những kinh nghiệm cho mình tại sao telesale thất bại. Tất nhiên các anh chị làm telesale thì bao giờ cũng dựa trên các nguyên tắc đấy là bắt nhầm còn hơn bỏ sót, đúng không ạ? Chúng ta không biết được rằng là ai sẽ là khách hàng của chúng ta, cho nên chúng ta cứ gọi 100 cuộc thì có thể sẽ có một cuộc quan tâm, gọi 1.000 cuộc thì sẽ có 10 cuộc, 20 cuộc quan tâm. Và điều đấy cho thấy rằng là chúng ta cứ nỗ lực. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái sự chuẩn bị tốt hơn, chúng ta có được dữ liệu data tốt hơn và chúng ta có một cái suy nghĩ và cái cách làm nó tốt hơn, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ giảm được công sức, giảm được thời gian và tăng được cái độ thành công cao hơn. Về mặt lý thuyết là như vậy. Thế thì tôi sẽ chia sẻ cái câu chuyện của tôi tiếp theo. Câu chuyện này để minh chứng cho cái sự thất bại. Hôm trước thì tôi vừa đi du lịch ở Mỹ về. Và khi tôi làm visa của Mỹ xong thì đại sứ quán họ giữ lại passport, đúng không ạ? Thông thường thì khi đại sứ quán Mỹ mà giữ lại passport, tức là visa của bạn sẽ được chấp nhận, và trong vòng khoảng 2-3 ngày tới thì bạn sẽ nhận được passport kèm theo visa. Và ngay sau khi tôi nhận được visa, tức là sau khoảng đó 2 hôm, đến hôm thứ 3 gì đó thì tôi nhận được passport kèm theo visa của Mỹ, thì tôi nhận được rất là nhiều cuộc gọi mời gọi là tư vấn dịch vụ định cư ở Mỹ, mua bất động sản để làm định cư. Thế thì cái lúc đầu tôi nhận được cái cuộc gọi đầu tiên, hỏi là anh ơi, có em ở bên định cư Mỹ này, anh có nhu cầu hay không? Thế thì cuộc gọi đầu tiên là tôi chưa có một cái ý niệm gì cả, thì tôi vẫn còn đang nghĩ trong đầu là hay là hôm trước tôi chạy quảng cáo thuê. Các bạn biết rồi đấy, tôi có cái công ty mà chuyên làm dịch vụ cho khách hàng là làm quảng cáo Facebook, Google, làm SEO web, tư vấn phát triển doanh nghiệp, mà bán hàng online, phát triển hệ thống kiểu như thế. Tóm lại là cứ kinh doanh online, marketing online, quảng cáo trực tuyến thì gặp tôi. Thế tôi vẫn đang nghĩ là hay là đấy là cái doanh nghiệp đợt trước mình làm cho họ để họ biết mình, họ gọi. Mình chưa có một cái ý niệm hình thành gì trong đầu, bởi vì đơn giản là mình làm visa để đi du lịch, mình có nghĩ đến cái việc định cư đâu, mà mình làm gì có tiền mà làm. Các bạn biết rồi, định cư theo diện EB-5 là cái diện đầu tư của Mỹ, là nó cần tối thiểu là phải cỡ khoảng 550.000 đến 600.000 đô cho đầu tư. Đấy là tối thiểu cái mức đầu tư. Hay còn sau đấy là mình còn phải có tiền để mà mua nhà, mua cửa nữa cơ. Không phải đơn giản. Tôi làm cho họ nên tôi biết. Thế tôi bảo không, anh cảm ơn, anh không có nhu cầu. Thế cúp máy. Rồi thì cái cuộc gọi đầu tiên đấy là cái cuộc gọi mà tôi đánh giá là ít nhất là tôi còn chưa có ý niệm thì họ gọi cho tôi thì là nó không đúng tập khách hàng rồi. Thế nhưng mà đến sau đó cả buổi chiều đấy, tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi của bên A, bên B, bên C đều cung cấp cái dịch vụ tư vấn định cư tại Mỹ. Cho tôi phát hiện là cái số điện thoại của mình bằng cách nào đó là đã có nhiều người biết. Làm thông tin ở đại sứ quán. Tôi không nói là đại sứ quán tiết lộ ra, hay là người của đại sứ quán tiết lộ ra, hay là cái quá trình vận chuyển cái phong bì thư đến nhà tôi thì số điện thoại bị tiết lộ, tôi không biết là ở đâu. Nhưng chắc chắn là số điện thoại đã bị tiết lộ ra bằng cách nào đó, ở một quy trình nào đó. Tôi tin rằng là đại sứ quán Mỹ thì là không làm chuyện đó. Tôi vẫn có lòng tin như vậy. Và chúng ta cũng sẽ không tranh luận về việc là bằng cách nào họ có được cái điều đấy, vì đấy không phải là mối quan tâm của chúng ta. Ok. Mà mối quan tâm của tôi là gì? Họ đã làm không đúng cách, họ đã không nghiên cứu đúng khách hàng, và họ đã rất là vội vã. Và tôi nghĩ rằng là những người mà sử dụng telesale trong trường hợp mà chào cho tôi đánh giá là những người không được đào tạo một cách bài bản và chuyên nghiệp. Họ gọi rất là đường đột. Họ gọi giống như kiểu là anh này chắc chắn là sẽ có nhu cầu định cư rồi. Đấy, cái đấy là tôi nghĩ là cái rất là sai lầm, và họ làm tôi cảm thấy rất là bối rối, và họ làm cho tôi cảm thấy rất là bị động và bất ngờ. Bất ngờ theo cái cách là tôi không sẵn lòng đón chờ nó. Tôi không chờ đợi cái cuộc gọi đấy, và tôi cảm thấy bị ăn cắp thông tin. Tôi không thích. Đấy, tất nhiên tôi luôn luôn đóng ngoặc mở ngoặc đấy là vì tôi là khách hàng. Tôi có cảm xúc riêng. Bởi vì các bạn xem video khóa học của tôi, các bạn lại có rằng là thầy thế này, thầy thế kia. Không, ta đừng bình luận, tôi là khách hàng, tôi có quyền, đúng không? Thế thì bài học rút ra đây là gì?
Bài học rút ra đây là thứ nhất là tôi cho rằng là họ đã có được cái dữ liệu khách hàng bằng cách nào đó, tôi nghĩ là cũng rất là tốt. Nhưng cái cách mà họ gọi tư vấn là thiếu chuyên nghiệp, đường đột quá mức. Họ đáng nhẽ họ nên có thể, theo tôi là họ có thể nên trò chuyện về một cái việc là ví dụ như là làm thế nào đấy, họ có thể trò chuyện, họ hỏi xem là em thấy anh làm visa bên đại sứ thì anh đi du lịch hay là anh đi học hay anh làm gì nhỉ? Tức là có một cái dẫn dắt câu chuyện nó dễ dàng hơn, nó thân thiết hơn và nó đơn giản hơn. Nó dễ đi vào câu chuyện hơn là anh có nhu cầu làm định cư không? Thế rõ ràng là một người mà đi du lịch Mỹ, một người có visa Mỹ thì cũng có thể là họ đi du lịch, cũng có thể là họ đi học, có thể là họ đi thăm thân, cũng có thể là họ có nhu cầu. Thường là những người đã có visa Mỹ thì cũng không phải là những người đơn giản. Theo một cái thống kê không chính thức là hiện nay là chỉ có 1% dân số Việt Nam đã được đặt chân tới Mỹ theo đường du lịch hoặc là đi đâu đó, 1% nhé, người Việt Nam, người gốc Việt Nam đấy, người có quốc tịch Việt Nam. Thì những người đó thì tôi đánh giá là đều là những người không đơn giản theo cách này hay cách khác. Họ có thể có nhu cầu. Nhưng mà cái cách mà các cái công ty ABC mà họ gọi đến để họ tư vấn cái dịch vụ đấy là tôi đánh giá là không chuyên nghiệp, rất đường đột, thiếu cái sự tìm hiểu về khách hàng. Đấy, tôi nghĩ thế. Và cái cách họ đặt vấn đề, cái cách mà họ tạo sự liên quan, cái cách mà họ tạo giá trị cho khách hàng gần như không có. Không có thì họ bùng phát vào là anh ơi anh có nhu cầu này, anh có nhu cầu kia. Và tôi cứ đứa đừ người ra, tôi chẳng hiểu chuyện gì cả. Tôi còn không hiểu được tại sao là họ lại có cái số điện thoại của tôi khi mà tôi vừa mới nộp đơn cho đại sứ quán cách đây được 2 hôm đó. Thì đấy là cái tôi nghĩ rằng là cái lỗi sai rất lớn. Một cái câu chuyện nữa tôi cũng muốn kể với các bạn là cũng là về cái chủ đề này, đấy là liên quan đến cái việc mà chúng ta gọi điện ví dụ như là bán bất động sản, hay là hôm nay buổi chiều hôm nay tôi cũng vừa gọi được, vừa nghe được một cái cuộc gọi là anh Phan Anh có nhu cầu đầu tư về thị trường ngoại hối, tức là forex, mình gọi là đánh forex đó, đánh các cái cặp tiền, tỷ giá cặp tiền hay không. Thì khi họ nói với tôi là forex cái là tôi biết ngay, bởi vì tôi cũng nghiên cứu về cái đó, thậm chí tôi còn có khóa học về đầu tư coin. Bản chất là đầu tư coin nó cũng rất là giống với forex và nó cũng rất là giống với chứng khoán, bởi vì nó dựa trên nguyên tắc giống nhau. Anh tôi bảo không, anh không có nhu cầu, tôi cúp máy. Anh cảm ơn, tôi cúp máy. Thế thì tôi thấy là cái cách mà họ gọi điện đấy là đúng là cái kiểu vơ bèo vặt tép. Tôi chẳng thấy có một cái nhu cầu gì cả, chẳng thấy có một cái liên quan từ một cái số điện thoại này, nhưng họ vẫn cứ gọi. Và đấy chính là làm cho khách hàng ngày càng chán ghét telesale là vì thế. Vì nó không đúng nhu cầu, người ta cái người gọi telesale người ta cảm thấy là bí bách, người ta cảm thấy là phải có KPI. Tất nhiên đóng vai trò các bạn là người telesale thì tôi vẫn khuyến khích các bạn nên làm như thế. Nhưng đóng vai trò khách hàng người ta đang cảm thấy rất bực mình. Bởi vì các bạn sẽ làm gì ạ? Giết nhầm còn hơn bỏ sót, đúng không ạ? Rồi thì các bạn là yêu 50 chọn 10 lấy 1, cứ gọi đi, cứ gọi đi, gọi đi. Trong 100 người sẽ có một người quan tâm. Trong 1.000 người sẽ có 10 người, 20 người quan tâm, ví dụ như vậy. Thì đấy là tôi nghĩ rằng là cũng là cái sai lầm, hai cái case study mà tôi nói với các anh chị và các bạn để các anh chị và các bạn rút kinh nghiệm cho mình. Quay lại với cái quy trình đúng là gì? Một là mình phải có số điện thoại chuẩn. Thứ hai mình vẫn phải có quy trình chuẩn. Thứ ba là mình vẫn phải có kịch bản chuẩn. Thứ tư là mình phải có cái sự mối liên hệ các cái giá trị với khách hàng. Đấy, và thứ năm là chúng ta phải tập luyện, chứ không phải chúng ta như cứ vồ lấy vồ để. Và nếu như mà tôi nghĩ rằng là cái đơn vị mà gọi định cư đó mà họ làm tốt hơn nữa thì tôi nghĩ có thể là tôi cũng chưa có nhu cầu hoặc là tôi không có khả năng, nhưng mà cái thiện cảm của tôi sẽ tốt hơn rất nhiều. Tôi nghĩ vậy. Và trong trường hợp mà biết đâu đấy lưu số của nhau sau này có nhu cầu tôi sẽ sử dụng, hoặc là có người có nhu cầu tôi sẽ giới thiệu. Thế nhưng mà những người làm telesale, những người mà bán hàng, những người mà làm kinh doanh trong trường hợp đấy họ đã không nghĩ được đến cái bước này. Thì các bạn hết sức lưu ý giúp tôi. Các bạn hãy chú ý về những lời khuyên của tôi nha. Vâng. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin chúc các anh chị và các bạn có những cái ứng dụng thành công trong cái phương pháp sử dụng telemarketing vào quá trình chăm sóc, bán hàng và chốt đơn cho khách hàng của mình. Và xin chúc các anh chị thành công. Xin chào, hẹn gặp lại.